Hay là group của mày là Khải Hoàn? Mặt tay thế, tay mà không em lấy chúng kia dơ tay nhớ mày thứ ba lên à Dũng có đi không có đi lấy chuẩn cái chuyện ra sao nhìn các bạn này hơi hơi yếu đuối không sao nghiệp Châu không chết chi chào chú ơi bình tĩnh nhá trẻ đi trẻ hơn dày lắm rồi ba điểm cho bên đỏ ta đây học viên rồi đã đã chưa phải là có được gì không bạn kệ trước đang sáu không không đỏ chết đây chết đây cái chơi đấy cái là đúng chín không đấy mọi người ơi, dừng rồi trọng tài dừng rồi với cái thằng này
Đánh bắt rồi. Trọng tài dừng đường của anh đây. Được không nhá? Bình tĩnh nhá. Đỏ bình tĩnh nhá. Nào. Nào. Vào. Chân trước. Bỏ chân. Rồi. Chân sang luôn. Go. Rồi. Wow. Mày thôi, thôi. Đúng chúng không? Đó, đúng rồi. Thôi, chúng không? Xuống 5 triệu đấy. 5 triệu đấy. Mày quay đấy. Mày ra đi, có ai tính điểm đâu. Rồi, không tính. Không tính. Kìa. Kìa nào. Đâu, ra ngoài. Trên 3. Đâu. Đúng không? Thân. Thanh thanh. Nào. Bình tĩnh nha. Nhẹ nhàng nhá. Đừng nhầm quá nào. Quỳnh B. Thảo tác cho à? Quên. Đủ lên. Đủ lên. Đủ lên. Đủ lên. Chỉ nhất. Rồi. Một điểm nữa cho xanh. Vậy là đang mà. Trẻ lên đầu đi. Đứng tay mà. Ông chúng lại mất rồi. Nào. 10 phút. Cái quân là. 3 điểm. 4. Mười, lính nha, chạy học nha. Hay con chó. Bỏ bếp, nghe thôi. Hôm nay có thể cởi dây đánh đấu luôn với con này. Ủa, có giá. Đặt tay, sao có thể cao lên. Đứng rồi, đứng rồi. 3, 1, 8, 3, 1, 5, 10, 3. Không cần để ý điểm đâu, cứ đá đi. Đi sát vào, đá liên tục vào. Đá đi, lên mặt. Mặt. Đâu? Đâu rồi? Thôi, hôm nay là thoải mái lắm. Nào, go. Không, thế bảo vệ chưa đuổi thì không đâu. Không phải, không à. Mấy ơi. Đánh đi, không tính điểm. Không tính điểm ơi. Gặp. Tay cao ơi. Đó hiểu không? Đúng. Nó đứng chân. Nó đứng chân, nó đứng chân đằng trước. Nó giữ chân. Sao? Em cứ ra nhá. Nào, đi. Ê, bắt đầu sang Street Fighter rồi chúng mày. Lên lắm. Tay cao lên. Wow, mình thắng em ơi. Bắt kia. Ôi, đến lại quá. Thắng rồi. Nó bảo là mình thắng rồi. Nó bảo là mình thắng rồi. Không đọc đấu đấy. Không đọc đấu đấy. Rồi là sao đấu thì cất đồ nhà đi. Thầy em đánh được. Thầy ơi, anh lộng bốc phép thầy ơi. Đó, cao đi. Em đá toàn dưới ô. Đá dưới này tao không này. Thắng rồi, dưới này tao. Dưới này tao. Gấp. Ôi, cao lên. Mồ mày đấy. Chưa, vai. Vai rồi. Này, ai thắng dưới này có Yến nha. Mày đầu nhá, Yến nha. Ôi. Tiến bỏ ngay chỗ cúi đầu nhá. Phải là xong rồi đấy. Mà mặt em à. Thẳng lên. Lấy tay mà đỡ, đừng có cúi như thế. Đấy ạ, cúi rồi đấy. Đâu. Nào. Kìa. Chụp. Không. Đất. Nghe. Chết tiếp theo. Chụp này. Người yêu không? Nói em về phương đấu thầy. Ồ, thả đá hết rồi đi. Mặt này được không? Bỏ thầy thôi. Đánh đi anh ơi. Em đánh phương được rồi ạ. Em đánh thay em được. Anh đánh. Đá không ai đấu à? Đá có bị ý là. Nào, quên.
Chị Yến bảo nó vỡ bài luôn là chị Yến tưởng. Nó là của em á. À đẹp. Sút mặt thằng cu không bị đâm đâm đâm. Mệt ghê. Rồi. Rồi tính. Này nó chỉ chăm chăm nó hủy hoại nhan sắc. Em ra. Go. Ho. Chết. Chết nhỉ. Bỏ ra ngoài. Đổi ra. Hai đứa đứng đâu không? Không à, thôi nhé. Đây à. Yến à. Yến đâu Yến không? Yến không? Em đâu Yến này? Có em à? Rồi, đang gọi rồi. Ok, đâu kìa? Ôi, Long đạp chết chết, Long bước phản em. Đây là... Đây rồi. Một gặp găng tay cho em đây. Đây là một gặp Long, chơi luôn. Mặc đồ vào quá rồi. Yến luôn. Yến chắc Yến chắc Yến là mặc đồ em. Yến. Yến. Anh Long, em chào chị Yến nhở? Yến ơi, đeo kia vào em. Dạ. Rồi, mời Long vào. Yến. Dạ, đeo kia vào. Đánh đùa thôi mà. Thôi đánh đùa nhá. Đánh đùa nhá. Đùa thức mà. Đùa thôi. Đấy, giữ mình đang sắp nhận. Không khó. Khó hủy loại nào. Không, được, sao đẳng lại mới lại. Em nói nhưng mà thôi anh đừng hủy phạt. Nào, chung. Không, chết. 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 Em nam nhìn cái ghế lăng kìa. Anh đi đến nhà nhà này. Đến bằng kia em. Đúng. Đúng. Đánh như vậy nhá. Đánh như vậy. Quan sát nhiều vào, di chuyển nhiều vào. Anh kia đợi anh ấy. Ôi làm gì đây. Trần nha. Ngỡ ngàng chứ sắc đẹp của nam thần đúng không? Thoát thoát thoát. Bị lòng nhè mắt phát là ngất ngay. Cái gì mới ra 1977 nhưng tôi không thể làm hại nòi giống của mình. Cái nào đi nhá. Mới được à? Thôi. Mới được à? Mới thôi. Được không? Chào à? Hai người quen chào nhau à? Chào. 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 Không đi ạ, đi ạ. Thôi nhờ, hiểu rồi. Thôi cho dừng lại tiếp đi, thầy nó lăn. Thôi, dừng. Hiểu rồi. Alo, để ở dưới.